Thánh Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 2. Thưa quý vị, giác quan thứ 6 là gì? Giác quan thứ 6 là những linh tính trực giác bỗng đến với chúng ta và chúng ta cảm nhận được ở những thời khắc quan trọng để đưa ra những quyết định trong cuộc sống. Nếu quý vị khán giả là những người có giác quan thứ 6 và có thể sử dụng được nó thì xin được chúc mừng, quý vị đang có một món quà vô giá. Còn nếu quý vị khán giả chưa có giác quan thứ 6 hoặc thỉnh thoảng mới có linh tính trực giác thì hãy đến với chương trình của chúng tôi để luyện tập giác quan thứ 6 của mình khi vượt qua những thử thách trong chương trình cùng với những người chơi. Và đến với giác quan thứ 6 mùa thứ 2, chúng tôi sẽ có một sự thay đổi thú vị khi mà đồng hành với tôi, người dẫn chương trình sẽ luôn luôn là một ban bình luận gồm hai thành viên, những người nghệ sĩ trẻ, tài năng và được nhiều quý vị khán giả yêu mến. Hãy cùng chào đón Quang Trung và Puka. Xin được chào đón hai thành viên của ban bình luận đến với mùa thứ hai của giác quan thứ 6. Và khi đến với chương trình với tư cách là một thành viên trong ban bình luận, Puka đã chuẩn bị những gì cho mình? Dạ, trước hết Puka gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình giác quan thứ 6 mùa 2. Dạ, giác quan thứ 6 của em thì nhạy bén vô cùng trong cuộc sống này. Em tin điều đó, tại vì thường trong cuộc sống này mỗi lần mà em suy nghĩ một điều gì đó là em lấy cái giác quan thứ 6 em ra để em dự đoán trước. Và khi em dự đoán cái điều đó, kết quả nó là 1 đi thì chắc chắn nó sẽ ra là 2. Nếu em dự đoán là 2, chắc chắn nó sẽ ra là 1. Bây giờ sẽ là Quang Trung. Dạ. Em đã chuẩn bị những gì cho vai trò bình luận viên của mình? Đến với chương trình, trong vai trò bình luận viên thì em chuẩn bị hẳn một người chị hay cãi chày cãi cối ạ. Em một sự chuẩn bị anh nghĩ là khá là mạo hiểm. Dạ. Trong cuộc sống này, mỗi người sinh ra đều có một khả năng và đều có một trách nhiệm vai trò khác nhau. Vì thế hãy làm tốt vai trò của mình. Với em là làm gì em biết rồi. Mời hai em về vị trí. Anh hãy xem em thể hiện. Ok. Và đến với chương trình đầu tiên của mùa thứ hai giác quan thứ 6, chúng tôi mời tới chương trình, mời tới trường quay hai người chơi rất đặc biệt. Một người thì dí dỏm, thông minh, hài hước. Một người thì xinh đẹp, lộng lẫy, long lanh. Chúng ta sẽ cùng chào đón chàng trai tài năng, dí dỏm, hài hước, đó chính là Đôn Nguyễn. Làm người ta giật nảy mình. Xin chào Đôn Nguyễn. Dạ, em chào anh Thành Trung ạ. Rồi, và trước khi mà chúng ta có cuộc trò chuyện nhớ một chút thì hãy gặp gỡ với người cộng sự của bạn trong chương trình ngày hôm nay. Một cô gái rất là xinh đẹp, lộng lẫy như tôi đã nói. Wow. Hãy cùng chào đón Hoa hậu Phương Khánh. Đấy, với những người phụ nữ đẹp là mình hết sức là phải dịu dàng và nhẹ nhàng. Bình thường bên này là hey, 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 hey. Còn bên này là hey. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay họ là những người quá là phù hợp để có thể đến với chương trình đầu tiên của mùa 2, mang tới may mắn cho chương trình. Và tôi sẽ nhường lời cho người phụ nữ xinh đẹp trước nhé. Đôn Nguyễn, em hãy có lời với các quý vị khán giả. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với tất cả các quý vị khán giả của chương trình Giác quan thứ 6. Có thể nói là lần đầu tiên mà em tham gia một chương trình game show thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Và em cũng không biết là mình sẽ vượt qua các vòng thử thách này như thế nào cả. Em yên tâm, em sẽ không một mình để vượt qua các thử thách trong chương trình hôm nay. Em có một cộng sự, anh tin là đủ trải nghiệm, đủ sự nhanh nhạy để giúp em vượt qua các thử thách dễ dàng. Đó chính là Đôn Nguyễn. Đôn Nguyễn xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Giác quan thứ 6 ạ. Ngày hôm nay Đôn Nguyễn tới chương trình này thì không có gì khác hơn là muốn gom rất là nhiều tiền để đem về. Gom dạ. Rất nhiều tiền để đem về. Dạ, tại vì Tết cũng sắp tới rồi đó anh. Sắp Tết rồi bảo sao thấy màu đỏ rồi đấy nhá. Bên kia còn màu đỏ, nguyên cái bao lì xì bên kia luôn. Chuẩn kìa. Luôn. Thế thì hôm nay tôi muốn hai bạn cũng sẽ thật là may mắn vượt qua các thử thách của chương trình để lấy thật nhiều tiền về. Nhưng tôi muốn hỏi điều quan trọng nhất, bạn có phải là người có trực giác tốt trong cuộc sống không? Ô trời ơi, em là một người là đánh giá và tiên đoán là những người khác thành công là thành công. Chỉ có điều là em không tiên đoán được em thôi anh ơi.
Cũng đúng thôi, bởi vì làm gì có thầy nào xem được cho mình. Yeah. Thế còn Phương Khánh, em có phải là người có trực giác trong cuộc sống không? À, thật sự thì lúc nào em cũng nói rằng là em có trực giác rất là tốt. Nhưng mà hình như là nó ngược lại hoàn toàn á nè. Giống như là nếu như mà em nói chuyện gì xui á thì lúc nào nó cũng xảy ra hết, còn em nói chuyện gì hơn là không bao giờ xảy ra. May quá anh lại tưởng em là nói cái này xong nó lại xảy ra một kiểu khác thì em cùng trường phái với Puka đấy. Chúng tôi hãy cùng vỗ tay để người chơi về vị trí của mình. Xin mời. Đây anh sẽ cầm tay em. Đến với chương trình Giác quan thứ 6, người chơi và các quý vị khán giả sẽ cùng đến với 5 vòng thi. Và mỗi một vòng thi của chúng tôi thì người chơi sẽ lựa chọn các gói tiền thưởng của mình. Nếu lựa chọn nghề nghiệp khớp với khách mời thì người chơi sẽ được đúng số tiền đó. Còn nếu như không được, đương nhiên sẽ không có tiền. Và tổng sau 5 vòng có bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ được đến với chiếc máy ATM ở phía sau này để có thể rút tiền và kích hoạt thẻ ATM của mình để lấy tiền thưởng. Bên cạnh ban bình luận và hai người chơi thì trong chương trình của chúng tôi có một thành phần không thể thiếu, đó chính là 6 khách mời đặc biệt với 6 công việc khác nhau. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ. Người ta vẫn nói là nhìn mặt mà bắt hình dong. Vậy thì bây giờ thử nhìn xem 6 khách mời đây nhá. Thì mọi người sẽ đoán xem là có những nghề nghiệp gì và các bạn ấy có thể sẽ làm nghề gì. Nào bây giờ tôi ưu tiên cho người đẹp trước. Xin mời Phương Khánh. Em nghĩ là ở đây có nhiều nữ hơn thì chắc là các bạn này cũng sẽ làm về làm đẹp. Thế còn Đôn Nguyễn? Em đoán số 2 giống như một stylist. Một công việc khá là thú vị. Chúng ta đang đoán mò thôi nhá. Theo Puka thì bạn số 5 sẽ làm công việc gì thì phù hợp? Chắc là... bạn làm học trò đúng không? Nhìn bạn như là mấy bạn học sinh đó. Giống như là vũ công trong mấy nhóm nhảy. Thế còn cái bạn số 1 đẹp trai mà nhìn trông khá là vạm vỡ kia thì theo Quang Trung, bạn ấy sẽ làm nghề gì thì phù hợp? Em thì nhìn bạn là giống vũ công và là diễn viên múa. Diễn viên múa? Dạ. Thế còn vị khách mời số 3 với mái tóc khá là điệu đà với một chiếc váy cũng khá là thẩm mỹ kia thì theo mọi người sẽ là công việc gì? Có thể là ca sĩ hát nhạc phòng trà, rock. Rock em nghĩ chắc hát rock. Tất cả vừa rồi chỉ là cái phán đoán một cách mơ hồ thôi. Vì trong cuộc sống này có quá nhiều những nghề nghiệp và công việc khác nhau. Bây giờ là lúc chương trình sẽ đưa ra đúng 6 nghề nghiệp hoặc những đam mê sở thích liên quan tới 6 vị khách mời này. Và chúng tôi xin được mời các nghề nghiệp được hiện ra. Vâng, chúng ta có tư vấn dinh dưỡng, đi bộ xuyên Việt, nghệ sĩ đàn tranh, đã kết hôn, vũ công ba lê và sưu tầm bò sát. Đây cũng là một sở thích, một đam mê. Và nhiệm vụ của hai người chơi sau mỗi vòng phải lựa chọn một nghề nghiệp rồi sau đó lựa chọn khách mời tương ứng với nghề nghiệp này. Dạ. Hai người chơi sẽ có 3 sự trợ giúp. Đó chính là đặt ngôi sao may mắn nếu chắc chắn để nhân đôi số tiền thưởng của mình. Hỏi nhanh, đáp nhanh, các bạn sẽ có 1 phút để hỏi chuyện những người mà các bạn cảm thấy cần có thông tin. Các bạn được hỏi nhưng người được hỏi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi quá nhạy cảm hoặc những câu hỏi rất dễ lộ nghề nghiệp và thân phận của họ. Ok. Chúng ta có trợ giúp thứ 3, đó chính là bỏ đi những khách mời không đúng với nghề nghiệp đó. Thì ít nhất các bạn sẽ được bỏ đi khoảng 50-50. Ok. Chúng ta sẽ cùng đến với những gói tiền mà các người chơi có thể được lựa chọn. Xin mời. 1, 2, 3, 4 và 5. Vào mỗi một vòng thì các bạn sẽ lựa chọn gói tiền trước khi lựa chọn công việc. Gói nào cao nhất vậy em? Chúng ta có các gói tiền với các mệnh giá, đó là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Wow. Các quý vị khán giả hẳn đang rất nóng lòng để biết xem vòng đầu tiên như thế nào và liệu người chơi của chúng tôi lấy được gói tiền thưởng là bao nhiêu. Nhưng chúng tôi muốn quý vị khán giả và những người chơi nghỉ ngơi trong ít phút.
Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 2. Đây là tập đầu tiên của chúng tôi. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thứ nhất được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Trước khi hai người chơi lựa chọn gói tiền thưởng và nghề nghiệp, chúng tôi muốn mọi người sẽ có thêm những thông tin về 6 khách mời bằng việc họ tự giới thiệu về mình. Xin được mời khách mời số 1. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Tâm. Bạn bè của mình thường gọi mình với cái tên là Tâm Chú Tích, vì mình hay pha trò làm cho mọi người cười. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người. Và mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Xin mời khách mời thứ hai. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Trân. Thì đối với mình, cuộc sống ý nghĩa là một cuộc sống có thể làm tất cả những thứ mà mình thích và mình yêu quý. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nha. Dễ thương quá. Và bây giờ sẽ là khách mời số 3. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Minh. Sở thích của mình là ca hát và khiêu vũ. Mình là một người trầm tính và ít nói, nhưng nếu mà gặp đúng người và đúng sở thích, mình có thể tỉ tê tới sáng. Rất vui được gặp mọi người. Mời mọi người hãy đoán mình là ai nhé. Xin được mời bạn số 4. Xin chào tất cả mọi người, hãy gọi mình là Nhật Hà. Mình rất là thích cái nơi yên tĩnh. Và ban đêm thì mình rất là thích nghe nhạc không lời, đặc biệt là piano, để mình có thể ngủ ngon hơn. Các bạn hãy đoán thử xem mình là ai nha. Wow, cũng rất là năng lượng. Và bây giờ sẽ là bạn số 5. Xin chào mọi người, mình là Thanh Xuân. Mình thách thức một câu nói: thử thách của dũng cảm không phải là dám chết, mà là dám sống để thực hiện ước mơ của mình. Và đó cũng là châm ngôn sống của mình. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Khá là cá tính. Vậy thì bây giờ sẽ là khách mời cuối cùng, số 6. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoài Thương. Mình là một người thích du lịch, thích ăn uống và cực kỳ lạc quan. Mọi nỗ lực và mọi cố gắng của các bạn có đến được thành công hay không là do chính bản thân bạn. Mọi người thử đoán xem mình là ai nhé. Wow. Nào, bây giờ là lúc mà hai người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng. Tương ứng với vòng 1, các bạn chọn số 1, 2, 3, 4, 2, 5. Chúng tôi sẽ để thứ tự tiền thưởng hoàn toàn ngẫu nhiên. Số 1 em chọn đi. Số 1 đúng không? Số 1 đi. Số 1. Dạ. Xin mời gói tiền thưởng số 1. Gói tiền thưởng số 1 đã được chọn. Bây giờ là lúc mà hai người chơi sẽ lựa chọn công việc mà các bạn thích. Thật sự á, chị nhìn lên chị thấy là mình đã biết cái người nào làm nghề nào rồi á, thì mình chọn cái nghề đó cho nó dễ dàng chính xác hơn. Anh biết mà, vấn đề là anh chị vẫn không biết không ai biết làm à? Ai dạ làm thì cái thôi gì. Mình chọn đại. Dạ thì thôi mình chọn đại. Anh chọn gì? Nếu mà em nghĩ khó chắc là sưu tầm bò sát á. Chọn cái đó luôn ha. Dạ, sưu tầm bò sát. Sưu tầm bò sát đã được lựa chọn. Bây giờ xin mời hai người chơi hãy lựa chọn vị khách số mấy phù hợp với cái đam mê này. Em nghĩ là sẽ thuộc về một bạn nam. Tại vì giống như là những người mà em biết á, là những cái bạn mà thích sưu tầm bò sát hầu như là nam giới. Còn nếu như mà nữ giới thì họ phải rất là cá tính. Số 3 đó em, cá tính kìa. Số 3. Theo Khánh thì là số mấy? Theo em lựa chọn giữa hai số là số 3 và là số 4. Số 3 và số 4. Đôn Nguyễn thì sao? Em có cảm giác ở số 3 hơn. Duy nhất một số 3 thôi. Nào bây giờ để cho bạn đỡ phân vân nhá, nghe ban bình luận đây này. Bù cà trước đi. Dạ. Với cái chiều sâu dày về giác quan thứ 6 của em. Chiều sâu dày. Thì theo như em nghĩ là chị số 3 sẽ là người sưu tầm bò sát. Tại vì sao? Tại vì chị rất là cá tính. Mà những người mà chơi bò sát, hồi nãy chị nói là nam thì không phải đâu. Em đã biết được một số bạn chơi bò sát, sưu tầm bò sát, thích bò sát là nữ. Rất là thích. Và những cái con giống như là con rồng đất hay là những con giống như là kỳ nhông. Thằng lằn. Đúng rồi, cho treo lên người rồi các kiểu á. Họ rất là cưng như một thú cưng, giống như mình cưng một con chó vậy đó. Thì em biết chị đó là người nữ. Em nghĩ là chị số 3, tại vì nhìn chị đó rất là giống cái chị bạn mà em đã biết được. Như vậy là số 3. Dạ. Ca ý là như vậy. Thế còn con chúng? Em thì nghĩ mình đang có thể là bị đánh lừa. Tại vì mình luôn nghĩ là một người thích sưu tầm bò sát, những cái con vật ghê sợ, là phải là một người có cái ngoại hình gai góc. Nhưng mà thiệt ra sở thích người ta cũng không có quyết định được cái ngoại hình người ta như thế nào đâu. Có thể một cô bé rất ngây thơ, có ngoại hình rất là ngây thơ như bạn số 5, số 5 cũng có thể có khả năng thích bò sát. Bây giờ sẽ là quyết định của Đôn Nguyễn và Phương Khánh lần cuối trước khi bấm chuông để chốt. Các bạn có 3 quyền nhé. Quyền đặt ngôi sao may mắn, quyền hỏi nhanh, đáp nhanh và quyền loại trừ bớt những người không đúng với công việc này. Chỉ được sử dụng ở 3 vòng đầu tiên. 3 vòng đầu tiên thôi thì mỗi vòng mình sử dụng một quyền à, đi. À vậy thôi sử dụng đi em. Sử dụng đi. Anh nghĩ là chắc mình sử dụng cái quyền nửa đi hả? Nửa loại trừ đúng không? Loại trừ đúng không? Lưu ý là các bạn có thể dùng
một quyền mỗi vòng hoặc cả ba quyền trong một vòng đều được. Hơi phí à, đời hơi phí. Uống. Uống lắm. Mình một cái thôi nha. Mình cứ dùng trước một cái đã. Dạ, một cái thôi anh. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với trợ giúp loại bỏ những khách mời không đúng với đam mê này. Xin mời. Như vậy là số 1, số 2 và số 6 sẽ không phải là người sưu tầm bò sát. Chúng ta còn lại 3 số 3, 4 và 5. Và bây giờ sẽ là quyết định của Tôn Nguyễn và Phương Khánh. Nào, hãy bình tĩnh, chúng ta mới ở vòng đầu thôi, đừng căng thẳng quá. Chúng ta có những 5 vòng cơ mà. Em nghĩ số 3 đó. Và quyết định của Tôn Nguyễn sẽ là? Trời ơi, giữa số 3, số 4 đó em. Giữa số 3, số 4, chỉ có 2 người này thôi. Và trực giác của Phương Khánh? Theo em nghĩ là số 4. Số 4 nhiều hơn. Tôn Nguyễn, trực giác của em? Em nghĩ số 3. Số 3. Số 4 nha. Số 4 nha. Thôi kệ, vòng đầu tiên đi, cho nó vậy đi. Cho nó vui đúng không? Và hơn hết là thôi thì trực giác của phụ nữ mà. Số 4 nha. Như vậy là chúng tôi đã có phương án chốt từ phía hai người chơi. Lựa chọn khách mời số 4 là người có đam mê sưu tầm bò sát. Bây giờ sẽ là kết quả. Ánh sáng lại đi nữa. Số 4 không chính xác. Em nói rồi là không tin em. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem người sưu tầm bò sát là khách mời số mấy. Xin mời kết quả. Số 3 hoặc số 5. Cá tính ngay ở bên ngoài, còn một người thì cá tính có thể ở bên trong. Số 3. Thôi lần sau anh chọn đi. Không sao em, không sao. Không sao, không, không sao. Liệu số 1 là 1 triệu hay là 25 triệu? Chị nghĩ như thế nào? Một chị nghĩ chắc là 25 triệu, tại không nghe lời chị. Cuộc đời em chỉ có số 1, số 2 thôi mà Puka. Thì đó là số 2 đó, 25 triệu. Rồi, nào hãy cùng xem trực giác của Puka có đúng không. Bởi vì 25 triệu nó sẽ là một điều gì đấy đau lắm đó, tổn thương nhất định. Xin mời. Năm triệu. 5 triệu thôi. Không sao, không sao, còn 25. Không sao, không sao. Đúng được cái vé sau. Tôi nghĩ là em đúng được số 5. Chúng ta sẽ cùng mời vị khách số 3 tiến lên phía trước ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời ở vị trí số 3, đó là bạn Ngọc Minh. Thật ra mà nói là Puka đã đúng đấy. Bởi vì Puka nói rằng là có những người bạn đã từng đam mê nuôi sưu tập bò sát, là những người trông rất là cá tính ở vẻ bề ngoài. Xin được hỏi là bạn Ngọc Minh ấy, là đã chơi và sưu tầm bò sát được lâu chưa, và cái cơ duyên nào để dẫn tới cái đam mê này của bạn? Ban đầu là sở thích, do là mình yêu thích động vật. Và mình bắt đầu chơi và sưu tập bò sát từ 6 năm đổ lại đây. 6 năm rồi. Và hiện nay bạn đang nuôi và sưu tập những loại bò sát nào? Hiện tại ở nhà thì mình có rồng đất Nam Mỹ. Mấy con? Dạ 4 con. 4 rồng đất Nam Mỹ, rồi gì nữa? Dạ trăng, rắn. Trăng mấy con? Dạ 5 con. Trời ơi. 5 con, bao nhiêu rắn nữa? Dạ rắn thì có 2 con. 2 con, hết chưa? Dạ còn rùa, ếch, rồi thằn lằn, da báo. Một số con khác. Tôi đang tự hỏi là làm thế nào để bạn có thể cách ly những cái con vật mình nuôi, bởi vì nói gì thì nói không phải là con vật nào cũng có thể sống hòa bình với nhau. Thật sự thì mình nuôi trong cái chuồng riêng và mình sẽ set up cái chuồng đó giống như cái môi trường của cái con đó sinh sống. Dạ. Dạ. Tôi muốn hỏi bạn Ngọc Minh là bạn có mang đến trường quay con vật đáng yêu nào không? Dạ có. Một tràng pháo tay. Thưa quý vị, vào lúc này chúng tôi đang có rất nhiều những loài bò sát ở trên sân khấu của chương trình Giác quan thứ 6. Bạn hãy giới thiệu một chút về từng thành viên nào. Con này là con rồng đất Nam Mỹ nhưng mà còn nhỏ xíu. À, giống con đó đó hả chị? Đúng rồi. Oh. Đây là gì đây? Con này là nhện tarantula. Có độc không?
bất cứ nhện nào cũng có độc hết. Wow. Wow. Rồi thì cho nó vào đây là đúng rồi. Thế còn đây? Còn con này là rắn lục kim hay còn gọi là rắn roi, nhưng mà màu trắng. Có độc không? Dạ không. Ờ thế thì tốt rồi. Thế còn đây là một cụ rùa. Con này là rùa cá sấu. À, dòng snapping common hay còn gọi là common. Được sống ở khu vực nào là chủ yếu? Chủ yếu là sống vùng nước ngọt ở Nam Trung Mỹ. Thế còn đây chắc chắn là một con cá sấu rồi. À, cá sấu này thì cá sấu hoa cà của Việt Nam mình. Ủa? Trời ơi. Em đang định nói luôn á. Con cá sấu này thì khi mà nó trưởng thành thì nó có thể to nhất là nặng bao nhiêu cân, nó to như thế nào? Khi dài mà kích thước to nhất có thể là gần 3 mét. Gần 3 mét. Vậy thì nó khá là nguy hiểm đấy. Bạn dạ. Có sợ không khi mà nuôi nó sẽ lớn dần lên? Và rõ ràng là khi mà động vật thì nó vẫn sẽ không thể có tri thức, tri giác giống như con người để kiềm chế được cái bản năng của mình. À, thật sự thì dòng bò sát á, mình vẫn có thể thuần và mình cho nó quen với con người được. Chỉ có điều là cái thời gian của nó không như chó với mèo thôi. Mình phải dành rất là nhiều thời gian. Rồi. Con này là kỳ tôm Việt Nam. Rồi, thế còn cái bạn vừa nhảy xuống kia. À, chào, bạn đó là rồng đất Nam Mỹ á. Rồng đất Nam Mỹ. Bạn này là trăng. Đi đâu vậy này? Trời ơi. Chúng tôi nghĩ rằng là như thế này thực sự là quá thú vị rồi. Và tôi nghĩ rằng một tràng pháo tay nữa để cảm ơn bạn Ngọc Minh đã mang những người bạn thân thiết của mình tới đây. Chúc bạn sẽ có thêm thật nhiều những thú cưng nữa. Và sẽ nuôi dưỡng được đam mê của mình. Và có nhiều người bạn cùng đam mê đến để chia sẻ cùng bạn. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và chúng ta vừa đi qua vòng 1 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Ngay bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên cảm quan. Khi mà chúng ta gặp một việc gì đó, một người nào đó thì đầu tiên sẽ là ấn tượng, đúng không? Tiếp theo sẽ là cái cảm quan xem là việc này tốt hay xấu, người này hay hay dở, đúng không? Vậy thì sẽ là cảm quan. Trước khi chọn nghề nghiệp, chúng ta sẽ chọn gói tiền thưởng. Số mấy đây? Nãy em chọn rồi, giờ anh chọn đi. Em chọn số 1 đúng không? Dạ. Yeah. Anh chọn số 5. Ok. Số 5. Dạ. Yeah. Sau khi mà Phương Khánh không chịu nghe lời Đôn Nguyễn mà Đôn Nguyễn lại đúng, chính vì thế mà nhìn gương mặt và ánh mắt của Đôn Nguyễn khác hẳn, trông cảm giác là nó có uy hẳn đi, thì chọn nghề gì đây? Dạ, yeah, em sẽ chọn vũ công ba lê. Nghề nghiệp là vũ công ba lê. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với 5 khách mời đang đứng ở phía sau chờ đợi. Xin mời. Nào, trước hết thì chúng ta hãy nói một chút về lĩnh vực này nhé. Yeah. Theo Đôn Nguyễn thì những vũ công ba lê họ cần phải có những đặc điểm gì, có những tố chất gì? Em thấy tướng đẹp. Tướng đẹp, gì nữa? Trắng trẻo. Trắng trẻo. Và em thấy phải có một cái thần của nghệ sĩ. Thần của nghệ sĩ. Dạ. Phương Khánh. Em nghĩ là về phần ngoại hình là tất nhiên là phải có. Và tiếp theo nữa là cái tướng của họ. Chính là cái, tại vì họ tập luyện mỗi ngày mà. Cho nên họ rất là sẽ dễ show trên cái body của họ. Dạ. Con chúng. Em nghĩ là hình như mọi người đang kể thiếu những cái điều mà cần có một người vũ công ba lê. Thứ nhất phải là cái sự thăng bằng nè. Đó. Dẻo. Dạ, dẻo. Dai. Đó, tại vì những người vũ công ba lê là đa số những cái động tác của họ xoay nhiều nữa. Thì những người nào mà mình thấy được cái thần sắc của họ nhạy bén và tập trung, và họ có cái sự thăng bằng, thì em nghĩ những người đó có khả năng cao là người vũ công ba lê. Ok. Đúng như Trung nói á, là phải có cái sự tập trung. Khi mặt người ta lúc nào cũng phải tập trung cao độ hết á. Tại vì cái thần á, nó rất là quan trọng. Và em nghĩ là em đã tìm ra được vũ công 3D rồi. Em cũng vậy. Em tìm ra ngay từ đầu rồi. Anh cũng vậy đúng không? Thực ra mà nói nhưng mà nhiều thì khi thấy vậy mà không phải có vậy. Có một tố chất quan trọng nữa mà các bạn quên nhắc tới của một vũ công 3D. Đó là biết múa. Đó là biết múa. Đó là biết múa. Múa là đương nhiên rồi. Thực ra thì các diễn viên múa họ cũng phải tập luyện. Họ cũng cần phải ép dẻo, cần có độ dẻo. Nhưng đối với ba lê là cực kỳ dẻo. Không những dẻo mà họ còn phải là những người có sức chịu đựng. Sức bền. Bởi vì khi múa ba lê không đơn thuần chỉ đứng bằng bàn chân, mà đôi khi phải đứng bằng mũi bàn chân. Đặc biệt là những động tác khó, hầu hết đều đứng bằng các mũi của ngón chân. Và cái sự luyện tập này nó không thể là ngày một ngày hai. Mà khi luyện được rồi cũng không phải là cứ như thế mà được, mà phải mỗi ngày lại phải luyện, mỗi ngày lại phải rèn. Bởi vì để đứng bằng các ngón chân là cực kỳ khó. Đây là theo quan điểm của tôi. Chúng ta
là phải nhìn xuống chân đúng không? Mà nhìn xuống chân thì hiện nay là có 3 người đi giày. Có 2 người đi giày cao gót có thể nhìn thấy được các ngón chân, nhưng quá xa để mà có thể phán đoán được. Nhưng cái mà dễ nhìn nhất nãy giờ mọi người để ý không? Cái thần sắc của bạn số 1 không thay đổi, rất tập trung. Tại sao không thay đổi? Tại vì bạn đang tập trung để nghĩ tới những cái bài múa của mình chuẩn bị ra xoay. Cho nên nó ôn bài kiểu vậy. Những vũ công múa ballet họ cần phải diễn nữa đấy nhá. Họ phải biết cả diễn nữa đấy. Yeah. Bởi vì họ có những cái vở diễn rất dài. Yeah. Có những vai diễn, có nhân vật, có số phận đàng hoàng. Yeah. Và khả năng Quang Trung nhất chắc chọn số 1 rồi. Yeah. Puka. Dĩ nhiên với cái độ rộng của đôi chân đứng đó thì em nghĩ là bạn ấy là vũ công ballet. Nếu chị nói về độ rộng thì chị nhìn số 4 đi, anh dạng còn bự hơn kìa. Anh bị rộng quá. Chị muốn rộng vừa phải rồi. Anh khép lại được kìa. Anh chắc đi bộ xuyên Việt của anh rồi. Thế còn Đốt Nguyễn? Dạ em đã lựa chọn số 1 rồi. Cũng số 1 luôn. Dạ. Phương Khánh? Thật sự thì em cũng lựa chọn số 1. Em có thể bấm chuông. Dạ em chọn số 1. Lần này gia đình mình đồng lòng quá. Rất đồng lòng. Tôi thì chưa biết thế nào bởi vì tôi thấy hơi lo đấy. Chưa xài cái quyền gì luôn á hả? Được rồi, bây giờ muốn xài thì xài quyền gì, tôi ưu tiên để, bởi vì để cái sau đẹp, xài được hai cái quyền nên là tôi ưu tiên. Bây giờ nếu mà cái này chắc đó. Chắn á, sao mình không xài cái ngôi sao? Em muốn ngôi sao may mắn. Anh, nếu mà ngôi sao may mắn á thì cái giá trị tiền thưởng nó sẽ được tăng lên bao nhiêu lần vậy anh? Gấp đôi. Số 5 kia có bao nhiêu thì sẽ được nhân đôi lên. Đặt luôn đi ha. Đặt luôn đi. Tại vì được có 3 câu đầu thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Và dạ em đặt ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn và quyết định số 1 là vũ công ballet. Chúng tôi ghi nhận. Như vậy là cả ban bình luận, cả người chơi đều có cùng một ý kiến. Kết quả sẽ thế nào? Vì đôi khi trong cuộc sống đa số chỉ là nhiều người sai đứng về một phía. Kết quả. Chính xác. Và xin được chúc mừng hai người chơi của chúng ta đã có tiền thưởng. Yeah. Nhưng quan trọng là bao nhiêu? Em không tin số 5 là 25 triệu đâu anh. Chắc chắn nó là 1 triệu rồi. Em tin như vậy. 1 triệu đồng ơi. Mà nhân 2 là được bao nhiêu? 2 triệu. Nào hãy cùng xem. Mời tiền thưởng. Một con số không phải là lớn nhất nhưng nó hoàn toàn thỏa mãn. Đúng và rồi. Nó làm cho quá các bạn thỏa mãn luôn. Là những người may mắn rồi. 15 triệu nhân đôi bằng 30 triệu. Wow, wow. Và xin được mời khách mời số 1 hãy tiến lên phía trên ạ. Xin mời bạn. Tôi rất là muốn bạn hãy giới thiệu mình một lần nữa cho các quý vị khán giả được biết tên của bạn cũng như là bạn đã tham gia với bộ môn múa ballet được bao nhiêu lâu rồi. Dạ, lần đầu tiên em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Minh Tâm, hiện tại em đang công tác tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu múa ballet từ năm em 15 tuổi và tới đây là 10 năm. Wow. 10 năm. Có một sự thật là Việt Nam của chúng ta thì không phải mạnh về múa ballet và cũng không có nhiều khán giả hiểu và biết để thưởng thức múa ballet. Dù nó là một môn nghệ thuật rất khó và nó là một môn nghệ thuật tôi nghĩ là nó rất là đẳng cấp và sang trọng của những nước phương Tây. Có đúng không? Yeah. Và các bạn có gặp áp lực gì không khi mà chúng ta cứ tập luyện hàng ngày nhưng không phải lúc nào cũng có khán giả để đến cổ vũ? Dạ, đó cũng là một cái áp lực cho những diễn viên ballet ở Việt Nam. Cái bộ môn ballet này nó không có là nó không đến gần được với khán giả ở Việt Nam. Ở nhà hát giao hưởng tụi em thì có định kỳ hàng năm sẽ là có những vở ballet cổ điển. Cũng rất là may mắn là khán giả dần dần cũng biết tới nhà hát giao hưởng của tụi em. Bên cạnh đó thì giờ nhà hát em cũng có tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận với bộ môn ballet này. Và thưa quý vị, chúng tôi tin rằng các quý vị khán giả đang ngồi trước máy thu hình đang đến với chương trình Giác quan thứ 6 có nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ về bộ môn nghệ thuật múa ballet dù nhiều người đã được nghe thấy nó. Và chúng tôi rất là mong muốn thông qua chương trình ngày hôm nay để những nghệ sĩ múa ballet như là bạn Minh Tâm đây có cơ hội để thể hiện mình cũng như mang tới một phần trình diễn để gửi tặng cho các quý vị khán giả. Bạn sẵn sàng không ạ?
Đã sẵn sàng. Cảm ơn bạn. Bây giờ sẽ là phần trình diễn của khách mời Minh Tâm. Xin được gửi lời cảm ơn tới phần trình diễn của Minh Tâm và Khang Ninh. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 2. Và đây là vòng 3 được mang tên Trực Giác. Chúng ta đã đi qua hai vòng đầu tiên và hai người chơi Đôn Nguyễn và Hoa hậu Phương Khánh đang có số tiền thưởng là 30 triệu. Một số tiền tôi nghĩ là không hề nhỏ chút nào khi họ vẫn còn 3 vòng nữa ở trước mặt và còn 3 gói tiền thưởng nữa. 25 triệu, 10 triệu và 1 triệu. Ở vòng này thì các bạn vẫn còn một sự trợ giúp nữa, đó chính là hỏi nhanh đáp nhanh với một khách mời mà các bạn cảm thấy rằng cần thông tin ở họ. Yeah. Và trước khi mà đến với nghề nghiệp cũng như gặp gỡ các vị khách mời còn lại, chúng ta hãy lựa chọn gói tiền thưởng. Và Đôn Nguyễn, bạn đang may mắn đấy. Thôi, em đi. Hả? Ừ. Nãy giờ chọn hai bên là chọn chính giữa cho đều. Rồi. Số 3. Dạ. Xin mời. Nào, hãy cùng chọn nghề nghiệp. Cái nào mình phải hỏi được nhiều á. Tụp dâm dâm dưỡng đi. Nghệ sĩ đàn tranh đi. Thôi, đang hơn anh chọn đi anh. Em đang rất hoang mang mà em đang nhắm tới một người đã kết hôn. Không, rất là khó đó. Đó là
Đi bộ xuyên Việt. Đi bộ xuyên Việt. Chúng ta cùng gặp gỡ với những vị khách mời còn lại trong chương trình. Xin mời. Số 2, số 4, số 5 và số 6. Theo quan điểm của Puka trước đi. Em nghĩ là mình chọn người nhỏ nhất đi. Số 5. Không. Theo em nghĩ thôi nha. Số 5 đâu có săn tới mức độ đi bộ nhiều. Nhưng mà chỉ thích thì chỉ đi thôi. Đi mà chân không săn. Thích thì đi thôi. Hay. Có ai kêu ghét mà đi đâu. Ý là chân chỉ không săn. Nhưng mà thích thì đi thôi. Hay. Chân chỉ không săn. Thích thì đi. Nào, chân không săn. Quang Trung. Số 7. Em nghĩ là số 4 mà. Bởi vì trông khá ngầu và bụi bặm. Em nghĩ là anh ấy sẽ có đủ sức khỏe để mà đi bộ xuyên Việt hơn là ba chị nữ còn lại. Phương Khánh trước nào, em sẽ lựa chọn số mấy? Theo em thì em cũng nghĩ là số 4. Theo em là số 4, vì sao? Tại vì nó cũng đòi hỏi là mình cần phải có sức khỏe. Và với lại các khách mời nữ ở đây á, thì hầu như là chị số 6 với lại số 5 á, em không nghĩ là sẽ đi bộ xuyên Việt. Tại vì da của họ rất là trắng. Và em nghĩ rằng là nam nó sẽ có nhiều khả năng hơn. Theo cái trực giác của em là ở số 2. Trực giác, lại là trực giác đấy. Dạ, thứ nhất thì cái cặp chân của chị số 2 á, nhìn vậy chứ nó nhỏ. Cái màu da nó cũng hơi rám nắng một chút xíu, chứ không có phải là trắng trẻo như những người phụ nữ bình thường. Và tóm lại, lựa chọn cuối cùng, Khánh chốt bấm chuông đi. Bấm chuông. Và bây giờ sẽ là kết quả. Chị nói tôi nói rồi, chỉ là tôi giúp dinh dự mà không nghe đâu. Bây giờ hãy cùng xem số tiền là bao nhiêu. Em ơi, em sao thế em? Trời, có ai vừa làm gì em? Em vừa mất mát cái gì hả? Đau quá. Tổn thương giống à? Công việc tổn thương à? Tim luôn nhỉ. Rồi, thưa quý vị, như vậy là 25 triệu đã ở lại với chương trình. Người chơi đã vượt qua vòng 3 nhưng không có tiền thưởng. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với kết quả ai mới là người đi bộ xuyên Việt. Xin mời. Số 4 nha, đừng nói số 4. Số 4. Anh cười quá kìa. Có thể là số 5. Không, số 4. Anh cười quá là chắc có thể chị số 6. Cười kìa, số 4 cười kìa. Cười quá cười rồi. Số 4. Anh số 4 nè. Số 5, số 4 nè. Anh số 4. Thấy không? Thôi coi như hai mình quề đi. Nhưng mà mất 25 triệu, ăn Tết nhỏ lợi tí. Lần này thì Khánh đã đúng. Còn Đôn Nguyễn thì đã quá dựa vào trực giác. Rồi, chúng tôi xin được mời chàng trai đi xuyên Việt tiến lên phía trên. Bây giờ là lúc bạn hãy giới thiệu lại một lần nữa cho quý vị khán giả được biết rõ hơn về bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hồ Nhật Hà. Mình là chàng trai đi bộ xuyên Việt trong vòng thời gian là 113 ngày. Wow! 113 ngày. Cái chuyến đi này của bạn diễn ra vào lúc nào? Năm vừa rồi hay là cách đây lâu chưa? Chuyến đi của mình diễn ra vào 18 tháng 10 năm 2017 và kết thúc vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Chuyến đi của mình là không mang tiền. Không mang tiền hả? Đúng rồi, và mình dùng dạ. khả năng viết nhạc để có thể là có thêm kinh phí. Là anh sẽ hát ở ngoài đường phố đúng không anh? Chính xác, mình hát ở chợ rồi hát ở đường phố. Hay quá. Tôi nghĩ rằng đây là một trải nghiệm rất thú vị. Để chúng ta thấy được rằng là chúng ta do cha mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi lớn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ để lo cho cuộc đời mình khi trưởng thành. Chỉ cần chăm chỉ và có một khả năng nào đó. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Hãy cùng với hai người chơi lựa chọn một trong hai gói tiền thưởng cuối cùng, số 2 và số 4. Các bạn sẽ lựa chọn số 4 hay vòng 4? Số 4. Dạ. Chúng ta còn 3 công việc và hoàn cảnh, đó là tư vấn dinh dưỡng, nghệ sĩ đàn tranh đã kết hôn. Các bạn sẽ lựa chọn. Em chọn đi. Đã kết hôn cơ bộ cũng dễ. Thôi tư vấn dinh dưỡng đi. Tư vấn dinh dưỡng nhá. Tư vấn dinh dưỡng. Và chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn dinh dưỡng. Xin được mời
những vị khách cuối cùng của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Chúng ta còn số 2, số 5 và số 6, ba người phụ nữ xinh đẹp đang ở đây. Và theo các bạn, ai sẽ là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng? Chị số 2 là tiếp giúp dinh dưỡng. Phải không? Em nghĩ vậy. Anh im số 2 nãy giờ lắm á. Có vẻ như Đôn Nguyễn không chấp nhận thất bại. Trời ơi, 25 triệu của em anh. Đúng, có nghĩa là nhất quyết phải là số 2, đến khi nào đúng thì thôi. Puka, em nghĩ là số mấy? Em quyên quyết số 5 không đi bộ xuyên Việt thì cũng là tư vấn dinh dưỡng thôi. Em nghĩ chị số 5 có thể là nghệ sĩ đàn tranh á. Thế Quang Trung em sẽ lựa chọn số mấy là tư vấn dinh dưỡng? Em sẽ lựa chọn chị số 2 là tư vấn dinh dưỡng. Ủa tại sao thứ hai là tư vấn dinh dưỡng vậy? Tại vì trong ba chị thì chị số 2 có cái thể hình vừa vặn và cân đối nhất. Và Đôn Nguyễn, quyết định của bạn sẽ là? Em là số 2 đó, mà không biết Khánh sao thôi. Số 2, Khánh. Số 2. Số 2 bây giờ sẽ là kết quả. Chính xác. Thấy không, em xui là đúng. Lần này thì đã chính xác. Đó chính là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng. Xin được chúc mừng hai người chơi đã lựa chọn đúng. Chúc mừng ban bình luận cũng đã lựa chọn đúng. Bây giờ sẽ là số tiền ở gói tiền số 4. 10 triệu, mở ra mà bỏ 1 triệu là tôi xỉu liền á. 10 triệu. Bữa nay em nói rồi, cái miệng em linh quá anh. Nói cái như gì cũng đúng. Như vậy là tổng tiền thưởng lúc này là 40 triệu. Xin được chúc mừng. Yeah. Chúng tôi xin được mời khách mời số 2 tiến lên phía trên. Xinh quá. Quý vị khán giả đang rất nóng lòng để biết xem em tên là gì một lần nữa, em đang làm công việc gì và công việc này em đã gắn bó được bao lâu rồi? Dạ, em tên là Bảo Trân, em là chuyên gia dinh dưỡng về thể thao, tức là em cũng là một huấn luyện viên về thể thao luôn. Một số cái nữa là về hình thể của mỗi người sẽ có một bên lệch, một bên không, nói chung là không có đều nhau, thì mình phải coi thêm cái hình thức cơ thể như thế nào để chọn một cái... Cái chỉ số cơ thể đó đúng không chị? Cái chỉ số cơ thể đã nằm bên trong rồi. Còn đang nói là về cái hình bên ngoài. Thức ở bên ngoài. Có nghĩa là em chỉ nhìn bên ngoài phát là em biết ngay có cân đối hay không? Em phải test phòng cái body assessment. Thì test được cái cơ thể của mình sẽ phù hợp vào cái thể thao nào. Anh cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình, đã dành thời gian. Và anh tin rằng là với kiến thức của em, em sẽ giúp cho rất nhiều những người Việt có những cơ thể khỏe mạnh hơn. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi tiếp theo. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng thi cuối cùng được mang tên Quyết định. Và tổng số tiền thưởng của hai người chơi đang có lúc này là 40 triệu. Đương nhiên rồi, sẽ là gói tiền thưởng cuối cùng số 2. Xin mời. Bây giờ còn hai công việc, các bạn sẽ lựa chọn gì? Đã kết hôn hay nghệ sĩ đàn tranh? Nghệ sĩ đàn tranh. Yeah. Và chúng ta cùng gặp gỡ với hai khách mời cuối cùng trong chương trình. Số 5 và số 6, nếu các bạn lựa chọn một số đúng là nghệ sĩ đàn tranh thì người còn lại đương nhiên là đã kết hôn. Còn nếu như không đúng thì sẽ là không đúng cả hai. Và các bạn sẽ lựa chọn số 5 hay số 6? Lần này tôi hỏi người chơi trước ạ, Đôn Nguyễn. Giác quan, phán đoán và đúc kết kinh nghiệm đau thương từ những dòng qua thì em sẽ chọn số 6. Số 6 là nghệ sĩ đàn tranh. Dạ. Yeah. Tại vì bây giờ mình nhìn vô thì chắc chắn mình sẽ dễ dàng lựa chọn nghệ sĩ đàn tranh là chị số 5 và đã có gia đình là chị số 6. Nhưng mà biết đâu được ngược lại thì sao? Nhưng mà Đôn Nguyễn đang lựa chọn nghệ sĩ đàn tranh là số đúng 6 rồi. Đó thì là ngược lại đó. Nhưng mà anh đâu vậy, anh nên nhớ là biết đâu chương trình đang lừa cái người đã kết hôn thì mình nghĩ là chững chạc là lớn là trưởng thành. Nhưng mà lại cho mặc một bộ đồ giống như là học sinh, mang một đôi giày, mang đôi vớ giống học sinh để đánh đó. Lừa mình thì sao? Đó. Đúng không? Thực ra mà nói thì càng nói sẽ càng dối. Bởi vì thực ra sẽ chỉ còn hai phương án thôi, 5 hoặc 6. Và trực giác của các bạn sẽ lựa chọn số 6. Chốt. Hãy cùng xem kết quả.
trắng. Yeah. Như vậy là chúng ta đã có lựa chọn cuối cùng chính xác từ phía hai người chơi. Họ sẽ có thêm 1 triệu tiền thưởng nữa vào tài khoản của mình, 41 triệu. Xin được mời cả hai khách mời còn lại sẽ tiến lên phía trên ạ. Tôi đã được biết đây chính là nghệ sĩ đàn tranh. Và trước khi đếm đến phần trình diễn của bạn, tôi chắc chắn là bạn phải có phần trình diễn hôm nay đúng không? Dạ. Vậy thì tôi sẽ hỏi nhanh bạn thôi, học đàn tranh có khó không? Và bạn học bao nhiêu năm rồi mới có thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn một cách tự tin? Dạ thì em là từ ba mẹ em yêu thích rồi em mới bắt đầu em học. Và hiện tại đến bây giờ em là sinh viên năm cuối của môn đàn tranh của khoa âm nhạc dân tộc. Và em học tới hiện tại bây giờ là 11 năm và đã có 6 năm đi làm. Và có một sự thật, tôi làm nghệ thuật nhiều năm, tôi biết những nghệ sĩ mà chơi nhạc cụ dân tộc ấy, thì thường được đi nước ngoài nhiều hơn. Bởi vì đó là những gì mà người ta muốn biết về văn hóa Việt Nam. Tất nhiên cũng có những người nghệ sĩ dương cầm violin rất giỏi ở Việt Nam, nhưng là số ít thôi. Chúng ta bước ra bên ngoài để mà thi đấu thì rất là khó, bởi vì đó là những cái gì của người ta, chúng ta học lại. Còn khi chúng ta mang cái của chúng ta đi, rõ ràng là sự khác biệt. Cảm ơn bạn đã không chỉ là một nghệ sĩ mà bạn còn là một người gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đáng quý của dân tộc. Dạ em cảm ơn ạ. Mời bạn hãy vào chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Bây giờ thì mọi người muốn biết thêm một lần nữa, thứ nhất là tên của bạn này, thứ hai là bạn đã kết hôn được bao nhiêu lâu rồi, bạn đã có em bé hay chưa và có một cuộc sống gia đình như thế nào vào lúc này. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Xuân, năm nay mình 28 tuổi. Mình đã kết hôn được 8 năm và hiện tại đã có 3 baby. Nhà em gồm có một bé trai và hai bé gái. Thấy chưa, cố tình cho chị mặc vào bộ đồ học sinh, mang đôi giày thể thao giống như là một em bé vậy đó để đánh lạc trông hướng. Trông rất là xỉ tin để đánh lạc hướng người chơi. Và bạn có đến đây cùng với gia đình của mình không? Dạ có, em có đi cùng với ông xã và ba bé. Hay quá, vậy thì tôi xin được mời anh cùng với ba cháu lên trên sân khấu ạ. Bây giờ thì tôi xin được nói lời cảm ơn anh đã rất là chiều chị để cho chị tham gia với chương trình. Đến với chương trình của chúng tôi thì thật sự mà nói, nó không có nhiều cát xê hay gì cả, đơn giản chỉ là mang niềm vui và mang đến thử thách cho người chơi thôi. Nhưng mà anh với ba cháu đứng đây từ đầu chương trình, tôi nghĩ là rất là vất vả đấy, nhưng mà rất là chiều vợ. Và cái việc mà đến với chương trình ấy, là chị nói với anh hay là ai đó nhờ anh để đưa chị tới ạ? Cái này vợ cũng hỏi ý kiến trước chồng mà nên chồng cũng đồng ý. Chiều vợ đúng không? Dạ, cũng chiều vợ. Sinh ra cho ba thiên thần thế này thì cái gì chả chiều. Xin lỗi chứ, ví với mạng mình còn đưa cho được cơ mà. Nữa là chiều một tí như thế này. Và chúng tôi cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian đến với Giác quan thứ 6 mùa thứ 2, đặc biệt là trong tập đầu tiên này. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn và chúc sức khỏe các chị và các cháu. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đàn tranh của vị khách mời số 6. Thank you.
vời. Chúng tôi xin được cảm ơn phần trình diễn có thể nói là màu sắc âm nhạc dân gian nhưng lại cực kỳ trẻ trung, hơi thở của thời đại. Một ca khúc rất là quen thuộc của Sơn Tùng MTP, Nơi Này Có Anh, với một phong cách có thể nói là quá khác biệt. Xin được cảm ơn bạn với phần trình diễn tuyệt vời này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những điều quan trọng nhất cho một chương trình, đặc biệt là với chương trình Giác Quan Thứ 6. Đó chính là giây phút mà những người chơi sẽ nhận tiền thưởng của mình. Trên tay tôi là một chiếc thẻ ATM. Đây là chiếc thẻ ATM không những đặc biệt đến từ ngân hàng Giác Quan Thứ 6. Thẻ này thì của các bạn, tiền thì đang có trong tài khoản là 41 triệu. Nhưng kích hoạt được nó để lấy được tiền lại phụ thuộc một lần nữa vào trực giác của các bạn. Chúng ta có 3 nút vàng, đỏ và xanh tương ứng với 3 khả năng, đó là giữ nguyên tiền, cộng thêm tiền hoặc bị trừ đi tiền. Và 3 màu vàng, đỏ, xanh hoàn toàn ngẫu nhiên với những trường hợp mà các bạn lựa chọn. Thế nên tôi mong các bạn ít nhất là giữ nguyên được tiền hoặc cộng vào, chứ tôi chẳng muốn trừ đi sau nhiều công vất vả như vậy. Dạ đúng như vậy, 41 triệu. Mình vất vả quá. Ở kia các bạn có thể dùng kiến thức, dùng lý trí, nhưng ở đây tôi nghĩ rằng hoàn toàn là trực giác. Đỗ Nguyễn, bạn thích màu nào? Bữa nay Khánh mặc bộ váy rất đẹp màu đỏ. Màu váy màu đỏ. Và tên chương đó. Trình chữ số 6 cũng là màu đỏ. Em cũng tính nói đó. Đúng không? Khi may mắn thì chúng ta nên chọn màu đỏ đúng không? Dạ, màu đỏ nha chương trình ơi, màu đỏ nha chương trình. Dạ. Vậy thì các bạn hãy đưa thẻ vào trong máy và hãy bấm đưa thẻ vào máy trước này. Đúng rồi. Bình thường em đi rút tiền ở ATM nào thì em cứ làm đúng thế cho anh. Rồi, được rồi. Chính xác rồi. Xin chào Đôn Nguyễn và Phương Khánh. Để kích hoạt thẻ, hãy bấm một trong ba nút bên dưới. Ồ, máy này thông minh ha. Thông minh dễ sợ. Bấm đi, bấm vào đỏ đi. Mọi người ơi, số đầu tiên của... Số đầu tiên nha mọi người. Số đầu tiên. Dạ, đúng rồi. Ủa, cầu ai? Hai vậy mình cầu bấm nha. Hai mình cùng bấm nha. Hai mình cùng bấm nha. Rồi. Một, hai, ba. Đã bấm. Giữ nguyên. Trời ơi. Ít ra là không trừ. Như vậy là các bạn được giữ nguyên số tiền là 41 triệu. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng Phương Khánh. Cảm ơn Đôn Nguyễn. Cảm ơn anh ạ. Đó cũng chính là những giây phút cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, tập đầu tiên của mùa thứ hai Giác Quan Thứ 6. Chúng tôi hy vọng rằng những sự thay đổi trong format của chương trình đã mang tới thú vị, bất ngờ và hơn hết là làm cho các quý vị khán giả yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa. Hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được cảm ơn nhãn hàng Sarcos đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn nhãn hàng Sarcos đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn nhãn hàng Sarcos đã đồng hành cùng với chương trình.